Sài Gòn trước năm 1973 có khoảng chừng 3 hay 4 dàn máy tính. Con số quá khiêm tốn. Vì vậy, ngay trong giới đại học, đây là nói về đại học vạn hành, nhất là tại các trường thuộc khoa học nhân văn, số sinh viên hiểu biết về các quy tắc hoạt động của vi tính không nhiều, nếu không nói là hầu như không có. Tất nhiên, trong một phạm vi hạn chế, hoạt động của vi tính đã bắt đầu gây ảnh hưởng trong đời sống của chính sinh viên, học sinh một cách vô hình. Cụ thể đã có một lớp học sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của vi tính đối với tương lai của mình, đó là số học sinh được gọi là tú tại IBM. Đối với số học sinh này, chiến trường hay sân trường sẽ tùy thuộc hoạt động của vi tính. Nghĩa là tùy thuộc khả năng xử lý của vi tính, mặc dù lúc ấy ít ai hiểu hoạt động xử lý của vi tính được vận hành như thế nào. Cho nên, vào năm 1972, khi Lê Mạnh Thác, trên tạp chí tư tưởng của Viện Đại học Vạn Hành, cho đăng loạt bài nghiên cứu và đề nghị một lập trình khả dĩ để xử lý ngôn ngữ phiên dịch thì điều này đã gây ra sự ngạc nhiên không ít tất nhiên một số người hoài nghi về khả năng thay thế bộ não con người của vi tính dù chỉ trong một giới hạn nào đó và cho rằng quan điểm lê mạnh thác nêu lên trong bài khảo cứu ấy là hoang tưởng một cách nào đó người ta lo ngại có nguy cơ là máy móc sẽ thay thế bộ não của con người trong những hoạt động mà hình như chỉ đặc hữu nơi con người như khả năng chuyển tải tư tưởng chẳng hạn nói chung dù thích thú hay hoài nghi hầu như không có ai có đủ cơ sở lý luận để chứng minh giá trị chân lý của vấn đề ngày nay đối với đa số chúng ta cụm từ xử lý thông tin của vi tính không còn quá xa lạ ý nghĩa triết học của nó thì chẳng thành vấn đề bởi vì chẳng có mấy ai lại nêu thắc mắc hay hoài nghi triết học đối với sự tồn tại của cây viết hay tập giấy nó tồn tại như những tồn tại khác tuy vậy người ta cũng biết rằng nó hoạt động theo định hướng không hoàn toàn đồng nhất với hoạt động của mọi tồn tại khác nó có hay chính nó là cơ sở riêng biệt để xử lý giá trị tồn tại của nó cùng những mối quan hệ của nó với thế giới còn lại như thế nó là kết quả của một quá trình xử lý và rồi chính nó đang tham gia một quá trình xử lý nữa để cho ra những kết quả khác trước hết nó là kết quả của một quá trình xử lý với nhiều dữ liệu được đặt trong một quan hệ nào đó Mỗi dữ liệu là một lượng thông tin có được từ những tồn tại cá biệt. Sau đó, nó sẽ tham gia trong quá trình xử lý khác như là dữ liệu để cho ra một hay nhiều kết quả khác nữa. Vậy thì, quả hay kết quả ở đây có ý nghĩa gì đối với nhận thức của chúng ta? Nếu chúng ta nói, quả là kết quả của một hay nhiều nguyên nhân như thế nào đó và truyền nguyên cho tới tận cùng ta sẽ phải thừa nhận một nguyên nhân tối sơ. Vấn đề tới đó sẽ được nhận thức theo một hướng khác nhưng nếu chúng ta nói một quả là kết luận của một khối lượng thông tin đã được xử lý vậy thì tất cả mọi tồn tại mà chúng ta nói đến đối tượng của triết học hay khoa học xã hội hay tôn giáo thảy đều xuất hiện và tồn tại như là một hay những dữ liệu thông tin nếu vậy một vấn đề nữa lại được đặt ra thế giới này mà ta đang sống trong đó là thực hay bất thực thế nhưng dù đặt câu hỏi theo cách nào chúng ta cũng khó đi đến kết luận rằng thế giới này vốn là duy tâm theo nghĩa phổ quát của từ này điểm nổi bật là hầu như tuyệt đại đa số những người học duy thức từ thế thân đều có xu hướng duy tâm luận theo nghĩa ngoài thức không có gì hết điều kỳ dị hơn nữa là nói theo cách nói của lê mạnh thác thất bại kỳ dị nhất của nhiều nhà nghiên cứu hiện đại quy kết nơi thế thân một thứ duy tâm luận tuyệt đối theo đó ngoài thức không có gì tồn tại vì sao diễn ra tình trạng thư thế nguyên nhân ở chỗ sự hiểu biết của những nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và cấu trúc ngôn ngữ trong tư tưởng của thế thân bởi vì trong những gì thế thân viết có quá nhiều bẫy sập của ngôn ngữ và luận lý tác giả đã bỏ ra tương đối khá nhiều công phu để tháo gỡ những bẫy sập ấy nhưng sự tháo gỡ này trong nhiều trường hợp làm sụp đổ các công trình kiến trúc tư tưởng chung quanh các tác phẩm của thế thân và điều này không khỏi gây nên nhiều phản ứng khác nhau một trong các từ này mà chúng ta có thể dẫn ra ở đây là từ viết Các dịch giả hán trước huyền trang dịch nó là quả báo. Thí dụ chúng ta có thể tìm thấy một đoạn dịch trong pháp hoa của La Thập, Pháp Sư cũng thấy trong đó tất cả chúng sanh cùng nghiệp, nhân duyên, quả báo và sanh sướng. Trong đó, từ Sanskrit Kamavipa được dịch là nghiệp và quả báo. Do ảnh hưởng của La Thập trong Phật học Trung Quốc nên từ này trở thành phổ biến. Một dịch giả có uy tín khác là chân đế cũng dịch nó là quả báo. Khi nói đến nghiệp, người ta nói đến quả báo của nó như nhận thức phổ thông rằng trồng đậu thì thu hoạch đậu, trồng dưa thì thu hoạch dưa. Nhận thức này tất nhiên dễ thuyết phục và dễ dàng được chấp nhận phổ biến. Nhưng nó đặt cho nhận thức về nghiệp trong mối quan hệ với kết quả của nó nhiều nan giải. Tất nhiên bác nông phu gieo giống lúa nào thì sẽ thu hoạch loại lúa đó, giống và quả, hay nhân và quả, đồng loại. Tuy vậy, người ta cũng không quên sức lao động của bác đã bỏ vào đấy, mà kết quả cuối cùng cần thu hoạch của bác không phải là dừng lại ở lúa và thóc. Nó có thể là nhà cửa, dinh thự, và đôi khi có thể là địa vị của con cái mình trong xã hội nữa. Nhân tức là khối lượng lao động mà bác gieo vào cánh đồng, nó vô hình, và không phải là cái gì dễ chịu. Dầm mưa, giải nắng, toàn tính con nước khi đầy khi vơi. Nhưng thành quả mà bác nhận được phải nói là cái gì đó rất khả ái, đáng ưa thích, đáng mong muốn. Rõ ràng, nhân và quả ở đây không còn đồng loại nữa bác trồng dưa nhưng cái mà bác thu hoạch mang tính quyết định cho cả quá trình lao động thì không phải là dưa nếu chúng ta sống trở lại với nền kinh tế tự cung tự cấp thì nhận thức nhân quả theo lối giải trồng dưa được dưa là chân lý mà gần như là chân lý duy nhất nhưng khi chúng ta bước vào thời đại kinh tế tài chánh giải thích ấy không còn áp dụng được nữa các luận sư Atidam đã thấy rõ những nạn đề đặt ra cho nhận thức về quan hệ nhân quả, cho nên họ đưa ra một khung đề nghị là có năm loại kết quả khác nhau, như là kết quả của một hay nhiều nguyên nhân, hay tụ hội của nhiều yếu tố, điều kiện. Trong năm loại quả đó, dị thuộc là một. Thế thân đã cho một định nghĩa cô động như sau, trong luận câu xá, phala vờ Kama Vipa Iti ukia nghiệp khi đạt đến giai đoạn kết quả của nó, bấy giờ nó được gọi là dị thuộc nhưng trong cách dịch của chân đế, nó được gọi là quả báo, nghiệp, đến lúc quả báo chính, nó được gọi là quả báo. Báo tức báo ứng. Kết quả do nghiệp là sự báo ứng, giống như nói giết người thì phải đền mạng, mắt đến mắt, răng đền răng. Nhận thức về nghiệp theo ý nghĩa đó là biện hộ cho chủ trương trả thù, ai giết kênh, kẻ đó sẽ bị trả thù bảy lần. Trong ý nghĩa này, các nhà nghiên cứu Phật học phương Tây dịch từ viết ca tiếng Phạn thành ra là Retribune cách dịch và hiểu này góp phần vào việc quy kết tư tưởng của thế thân vào loại duy tâm tuyệt đối tác giả triết học thế thân đề nghị cách hiểu và dịch khác với chính quan điểm này trong đầu mà chúng tôi đã dịch từ vipka là xử lý thay cho những gì thường được chuyển ngữ là hoàn báo như một điều rất hiển nhiên từ những gì đã nói cách dịch sau đối với chúng tôi hình như không bảo đã mặc dù chính xác về mặt ngữ nguyên học bởi vì nếu chuyển biến của thức là một cấu trúc ngôn ngữ thì không có gì trong chuyển biến đó được xem là hoàn báo hay tích chứa. Hơn nữa, VIPCA có nghĩa là chính, hiển thị một tiến trình qua đó một sự vật tự chuyển từ một trạng thái này sang một trạng thái khác. Và vì chuyển biến của thức là một cấu trúc ngôn ngữ cho nên sự chính của một ấn tượng ngôn ngữ không thể được chuyển ngữ thành từ nào hay hơn từ xử lý, nhất là khi từ này được hiểu theo cách dùng hiện nay trong khoa học thông tin. Độc giả Việt Nam nếu đã từng quen với duy thức học sẽ gặp khá trắc rối trong cách dịch mới này. Và đây là điểm mà chúng ta thấy cũng không đơn giản cho người dịch triết học thế thân từ tiếng Anh sang tiếng Việt sao cho người đọc dễ hiểu hơn. Đoạn văn nếu được dịch sát sẽ như vậy, sự biến thái của thức là một cấu trúc ngôn ngữ. Cái gì được cấu trúc có tính cách ngôn ngữ, cái đó không tồn tại. Vì vậy, bất cứ cái gì có, cái đó tất cả chỉ là cái làm cho ta biết vì thức có tất cả hạt giống, sự biến thái của nó tiến hành như thế như thế qua ảnh hưởng hổ tương sao cho cấu trúc ngôn ngữ như thế như thế được sản xuất. Khi một xử lý đi trước được hoàn tất, những ấn tượng của hành động cùng với những ấn tượng của tri thức dạng kép sản xuất ra xử lý khác với nó. Với độc giả Việt nếu không biết gì về duy thức thì khả dĩ, nghĩa là không có vấn đề gì để ngạc nhiên hay thắc mắc, bối rối, rằng đoạn văn nói về cái gì, mặc dù không hẳn đã hiểu nó rất rõ nhưng với người đã đọc duy thức, cơ bản là đọc tam thập tụng qua bản hán dịch của Huyền Trang, thì nó có vấn đề. Chúng ta hãy đọc bản hán dịch này để so sánh, thì chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức, do nhất thiết chủng thức, như thị như thị biến, dĩ triển chuyển, chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh, do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập hí câu, tiền dị thuộc ký tận, phục sanh dư dị thuộc. Ở đây chúng ta hãy thử dịch đề nghị theo cách dịch thông thường, dựa theo bản hán độc giả chắc sẽ thấy tương đối dễ hiểu hơn, vì nó quen thuộc hơn, sự chuyển biến của các thức này thành phân biệt và sở phân biệt. Bởi những cái đó đều không có, nên tất cả duy chỉ là thức. Do thức nhất thiết chủng, chuyển, biến như vậy và như vậy cho nên phát sanh sự phân biệt thế này thế kia. Do các tập khí của nghiệp, cùng câu hữu với tập khí của hai thủ, năng và sở thủ, khi dị thuộc trước đã hết, dị thuộc khác tiếp tục sanh. Đối chiếu nó với đoạn tiếng Anh, chúng ta hình như không thấy trong tiếng anh có từ nào có nội hàm phân biệt cũng như duy thức tập khí và nghiệp là những bộ từ khóa để hiểu duy thức trước hết chúng ta nói đến từ phân biệt trong tiếng hán đây là từ phổ biến thông dụng nhất của những người học đại thừa phân biệt ta và người phân biệt sanh tử và niết bàn chúng sanh và phật là căn bản của mê mờ dẫn đến sanh tử các nhà đại thừa nói như vậy cũng như ngày nay chúng ta nói vì phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, vân vân, nên thế giới trở nên xung đột nghiêm trọng. Vậy, trong tiếng Phạn, từ này nguyên dạng nó là gì? Đó là Vikanpa. Dở từ điển Phạn Nhật của Ujia, chúng ta tìm được rất nhiều từ hán dịch khác nhau mà các dịch giả Phạn Hán đã dùng, phân, tư, niệm, tưởng, tư duy, phân biệt, năng phân biệt, tưởng tác, kế trước, chấp trước, dị phân biệt, hư phân biệt, chủng chủng phân biệt, dị thoát phân biệt, sai biệt, nghi, vọng tưởng, hư vọng phân biệt. Trong các từ hán dịch này, từ nào có nội hàm có thể chuyển tải tư tưởng của thế thân? Về phía khác, ở phương Tây, người ta hiểu từ này như thế nào? Tác giả dẫn Biado trong Théo Gia là Conaciten et Philosophie là Paron dans le Nhưng, đằng khác, khái niệm Vikanpa trở lại trong mỗi trang của bản văn, dưới dạng động từ hay thể ngữ. Cho đến nay, chúng tôi dịch nó là sự tưởng tượng. Và tác giả triết học thế thân nhận xét, không có một tí bằng chứng nào để chuyển ngữ nó thành sự tưởng tượng hay cấu trúc khái niệm, những diễn dịch đã góp phần không nhỏ cho sự ngộ nhận, nếu không muốn nói là làm méo mó, tư tưởng thế thân bằng những mô tả như quan niệm luận hay duy tâm luận, và cũng là cái sinh khởi những khẳng định thường xuyên được lặp đi lặp lại như du già tông chủ trương thức là thực tại duy nhất. Tác giả đề nghị từ dịch mới, Vikanta Verbon Concession, Cấu trúc ngôn ngữ mang tính ngôn ngữ từ này trước đó cũng đã được sturbersic trong buddhist logic dịch tương tự câu tiếng phạn sau đây của trần na được dịch sang tiếng anh bởi sturbersic và lê mạnh thác gần giống nhau nhận thức trực tiếp ở đây có nghĩa là không có sự cấu trúc phán đoán và cũng không có sự ảo giác lê mạnh thác tri giác là sự nhận thức mà không qua cấu trúc ngôn ngữ và không có ảo giác nhưng sturbersic vẫn không thoát khỏi cách hiểu truyền thống rằng phân biệt vọng tưởng ông nói canpa trước hết có nghĩa là sự phối trí và vi canpa có nghĩa là sự lựa chọn phân kỳ cả hai được dùng theo nghĩa là sự tưởng tượng nhưng là sự tưởng tượng thuần túy được phân biệt khác với sự tưởng tượng có tính cấu trúc thật ra nguyên ủy trong cách dùng phổ thông từ vi canpa không hàm nghĩa phân biệt theo kiểu phân biệt vọng tưởng thí dụ nhà luật học phật giáo nghĩa tịnh dịch nó là phân biệt khi chỉ trường hợp các tỳ kheo nhận y mới cần làm thủ tục xác nhận sở hữu chủ hợp pháp mà các nơi khác nó được dịch là tác tịnh. Đó là nghĩa mà Sterberg nói nguyên ủy nó là sự phối trí. Từ này như vậy là một bẫy sập cần tháo gỡ. Cho nên tác giả đã bỏ công tìm lại trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ ai đầu tiên sử dụng nó, và dùng theo nghĩa nào. Tác giả nói. Và cách dùng này rõ ràng đã xuất phát từ thuật ngữ tế lễ của Mersaka, trong đó từ này được dùng để chỉ cho tất cả các trường hợp trong đó một buổi lễ nào đó đã có trên một nghi thức hoặc hai dạng khác nhau của cùng một nghi thức và chúng đều có thẩm quyền như nhau cũng như mang lại kết quả giống nhau những trường hợp này được gọi là cấu trúc ngôn ngữ mà ý nghĩa của nó đã quá hiển nhiên thật ra chỉ có một nghi thức nhưng do các cấu trúc ngôn ngữ khác nhau cho nên đã có hai hoặc nhiều hơn mà những nghi thức này trong sự phân tích cuối cùng đều có cùng nghĩa vì thế xét theo sự phát triển lịch sử này định nghĩa trên của Yogatra được minh chứng đầy đủ và làm sáng tỏ thêm một số điều bí ẩn chung quanh từ ngữ này. Những bí ẩn đã khiến cho nhiều nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực này phiên dịch sai lạc từ ngữ trên là sự tưởng tượng. Điều đó có nghĩa là thế giới mà ta thấy đang tồn tại đó chỉ là một cấu trúc đã được xử lý. Một cấu trúc được lập trình tuân thủ các quy tắc ngữ pháp. Nói cách khác, đối tượng được đưa vào thức là dữ liệu được đưa vào bộ vi xử lý của thức sau khi đã được mã hóa theo một ngôn ngữ lập trình nào đó. Các thứ được đưa vào để lưu trữ và xử lý, đó là những ấn tượng, hay những dấu ấn của hành động. Giống như ta đưa dữ liệu vào bộ vi xử lý bằng những xung điện hoặc có, một, hoặc không, không. Tác giả nói. Thật vậy, toàn bộ tiến trình chuyển biến là sự xử lý một ấn tượng thành một mô tả về một vật, không hơn không kém. Vì thế, cái ta biết về ngoại cảnh hoàn toàn tùy thuộc sự xử lý đó qua nó một ấn tượng do một đối tượng để lại có thể kích khởi thức của chúng ta thành một sự nhận biết về chính chúng ta và về ấn tượng mà đối tượng để lại như vậy điều thế thân muốn nói mà hán dịch nói là nhất thiết duy thức tất cả duy chỉ có thức bấy giờ qua cách dịch lại của lê mạnh thác nó được hiểu là tất cả những gì đang tồn tại đó đều chỉ là cái làm cho ta biết nói cách khác tất cả chỉ là dữ liệu thông tin bởi vì, trong đó, từ Vijapi, mà trong các hán dịch thường xem như đồng nghĩa với Vijana, hay là thức. Mặc dù, đôi khi cần phân biệt, huyền trang dịch nó là liễu biệt, trong trường hợp khác, liên hệ đến nghiệp, huyền trang dịch nó biểu, mà sang tiếng Pháp, hay tiếng Anh cũng vậy, nó được dịch là thông tin, bởi Louis de la Valle Pausin. Trong cách dịch của huyền trang, hai nội hàm này không quan hệ gì với nhau nhiều lắm. Nhưng trong từ dịch của La Valle de Pausin, chúng ta liền liên tưởng đến tinh học hiện đại. Mặc dù thời đại của La Valéier Pausin chưa xuất hiện vi tính để có thể dùng từ information theo nghĩa như là tin học ngày nay. Đối với chúng ta, qua những gì vừa nói, dùng khái niệm xử lý thông tin của tinh học ngày nay để mô tả thức và hoạt động của thức không phải là điều hoang tưởng, lệch lạc hay xuyên tạc vấn đề. Tất nhiên đó không phải là sự nhất trí hoàn toàn giữa những gì thuộc về tinh học hiện đại và những điều mà thế thân bận tâm giải quyết ở đây chúng ta chỉ sử dụng liên tưởng để mô tả mà thôi. Chúng ta tìm thấy một định nghĩa thức như vậy trong triết học thế thân. Trước đây, chúng tôi đã chỉ ra rằng từ những gì biết được trong lĩnh vực nghiên cứu não bộ và thông minh nhân tạo ngày nay, bộ não và các phần phụ thuộc được xem như một loại máy tính có độ phức tạp và khả tính cao nhất để tiến hành mọi chức năng thường được giao khoán cho thức. Vì thế, thức có thể được định nghĩa như một cơ cấu xử lý thông tin với mọi thành phần phụ thuộc quan yếu được biết đến của nó, bao gồm mọi vận hành có thể được biết đến và có đủ khả năng thực hiện. Những dữ liệu thông tin được lưu trữ này, thế thân gọi là van sang, hán dịch là tập khí, mà dịch ngữ Anh của Lê Mạnh Thác dẫn trên là ấn tượng, nhưng nên hiểu nó theo nghĩa vật chất. Nó là sự hay kết quả của sự ghi dấu ấn. Nội hàm của nó như vậy phù hợp với gốc động từ của nó là Vasati, lưu trú. Mặc dù cả vô trước và thế thân, như chúng ta đọc thấy trong nhiếp đại thừa, có khi liên hệ nó với động từ căn vờ city, sông hương, ướp hương. Khi chúng ta bị thúc đẩy bởi ý chí thực hiện một hành vi nào đó, ý chí ấy biến thái hay chuyển biến thành công năng, một dạng năng lượng, vận chuyển các cử động thân thể. Khi công năng ấy xuất hiện, nó ghi ngay dấu ấn vào một nơi lưu trữ đặc biệt, đó là thức kho chứa, hay thức lưu trữ, mà ta có thể liên tưởng đến bộ vi xử lý nơi lưu trữ dữ liệu nhập. Dấu ấn đó, thế thân gọi là Kama Vansan, tức Impulsion of Action, như được thấy trong đoạn dẫn tiếng Anh ở trên. Trong hán dịch, nó là nghiệp tập khí. Công năng hay năng lượng được nhập như là dấu ấn được ghi ấy khi được đưa vào quá trình xử lý, nó cho ra lượng thông tin khác, và bây giờ nó được gọi là da, vì nó hoạt động như hạt giống nảy mầm và phát triển để cho ra quả. Đó là điều mà thế thân nói. Thức như là hạt giống của tất cả. Khi chúng ảnh hưởng lẫn nhau, mà chúng ta cứ giả thiết là chúng tác động lẫn nhau trong một trường tương tác nào đó bấy giờ chúng cấu trúc thành hình ảnh của một thế giới đó là thế giới mà trong đó chúng tồn tại parima transforman biến thái hay chuyển biến hay nói theo tập quán thức biến đó là những gì xảy ra trong quá trình xử lý chính những biến thái này tác động lẫn nhau hổ tương ảnh hưởng bởi vì không có một ấn tượng tập khí hay chủng tử nào tồn tại nguyên dạng từ khởi đầu cho đến khi quá trình xử lý hoàn tất. Khi một quá trình xử lý hoàn tất, kết quả của nó lại trở thành dữ liệu để bắt đầu quá trình xử lý khác. Đó là điều mà trong hán dịch nó được nói là tiền dị thuộc ký tận, phục sinh dư dị thuộc, dị thuộc trước đã hết, dị thuộc khác lại phát sinh. Nếu dị thuộc ở đây được hiểu là quả báo, tức kết quả báo ứng của nghiệp, thì đoạn phát biểu này về cơ bản có thể hiểu rằng, dị tục là thân và tâm của chúng ta đây như là kết quả báo ứng của nghiệp đã làm trong quá khứ. Khi sự báo ứng này đã hoàn tất, món nợ đã thanh toán, dị thuộc thân này được trụ xả để cho dị thuộc khác tức thân khác xuất hiện, tái sinh sang một đời sống khác. Tức hết món nợ này rồi, bắt đầu trả những món nợ còn lại, cho đến khi nào sạch nợ, nếu trong lúc trả không vay thêm nợ mới. Từ nhận thức căn bản đó, chúng ta đọc lại đoạn dịch tiếng Anh của Lê Mạnh Thác. Khi quá trình xử lý đi trước đã hoàn tất, bây giờ những ấn tượng của hành động tạo thành một quá trình xử lý mới. Tức là những hành vi mà chúng ta đã làm là những công năng hay năng lượng được lưu trữ dưới dạng dấu ấn, là những dữ liệu được nhập để xử lý. Khi quá trình này hoàn tất, quá trình khác bắt đầu. Tuy vậy, thoạt tiên khi đọc đoạn dịch Anh ngữ này chúng ta thấy hình như nó không liên hệ gì đến vấn đề luân hồi nghiệp báo gì cả, mà điều chắc chắn dù dịch hay giải dưới hình thức nào, cú pháp nào hay ngữ vận gì, đoạn phát biểu của thế thân đang được dẫn bạn ở đây nói đến nghiệp, dị thuật của nghiệp, và quá trình biến thái của chúng để xuất hiện thành ta và thế giới của ta. Tức là, khi một quá trình xử lý được hoàn tất, có hai trường hợp xảy ra. Hoặc những ấn tượng đang còn lưu trữ chưa được xử lý sẽ theo thứ tự ưu tiên đợi để được xử lý tiếp. Hoặc chính thông tin mới nhận được trở thành dữ liệu được tái nhập để thành hình một quá trình xử lý mới. Giống như khi gạo được nấu thành cơm, tức gạo đã qua một quá trình xử lý với củi, với lửa, với nước các thứ. khi đã thành cơm, gạo không còn tồn tại. những dữ liệu, tức những ấn tượng của hành động hay tập khí của nghiệp đã được xử lý hoàn tất, tức đã thọ báo xong. bây giờ chính cơm lại bắt đầu một hay nhiều quá trình xử lý khác, quá trình tiêu hóa, quá trình dinh dưỡng và bài tiết. sau quá trình bài tiết lại qua quá trình xử lý khác để trở thành phân bón các thứ, rồi trở thành cây, trái các thứ. Và đây là lý do để từ Vipka ca được dịch là ProSense, xử lý, thay vì dịch là Retribune, báo ứng hay quả báo như thường biết từ trước. Tác giả nói, chúng tôi đã dịch từ, dị thuộc, là xử lý, thay cho những gì thường được chuyển ngữ là hoàn báo, như một điều rất hiển nhiên từ những gì đã nói. Cách dịch sau, đối với chúng tôi, hình như không bảo đảm mặc dù chính xác về mặt ngữ nguyên học, bởi vì nếu chuyển biến của thức là một cấu trúc ngôn ngữ thì không có gì trong chuyển biến đó được xem là hoàn báo hay tích chứa. Hơn nữa, VIPCA có nghĩa là chính, hiển thị một tiến trình qua đó một sự vật tự chuyển từ một trạng thái này sang một trạng thái khác. Và vì chuyển biến của thức là một cấu trúc ngôn ngữ cho nên sự chính của một ấn tượng ngôn ngữ không thể được chuyển ngữ thành từ nào hay hơn từ xử lý, nhất là khi từ này được hiểu theo cách dùng hiện nay trong khoa học thông tin. Như vậy, Liên hệ giữa mô tả qua những từ khóa nhất định gợi ấn tượng liên hệ tinh học hiện đại, với chân lý mà thế thân phát biểu liên hệ đến tính cách tồn tại của nghiệp và những quá trình biến thái của nó, chúng ta sẽ thấy dịch giả sang tiếng Việt triết học thế thân đã làm thêm nhiều điều hơn một dịch giả cần làm. Một mặt cần phiên dịch gần như từ đối từ mo à mo, nói theo kiểu Pháp, để độc giả biết mình đang đọc cái gì đó đặc biệt của Lê Mạnh Thác viết, nhưng đồng thời cũng cần thêm những từ khóa quen thuộc với độc giả Việt qua các từ hán dịch. Thí dụ, độc giả biết Lê Mạnh Thác đang nói về cấu trúc ngôn ngữ, nhưng cũng biết là tác giả đang nói đến điều mà xưa nay chúng ta gọi là phân biệt gồm cả năng phân biệt và sở phân biệt. Cũng vậy, khi đọc trong bản dịch việc của triết học thế thân những đoạn nói về xử lý, thức xử lý hay quá trình xử lý, thì cũng biết đó là đang nói về điều mà xưa nay chúng ta quen biết qua từ là dị thuật. Và thêm nữa, với cụm từ Impression of Action, nói ấn tượng của hành động, chúng ta dễ liên tưởng đến ấn tượng tri giác gì đó về ấn tượng. Làm thế nào để liên hệ nó với tập khí của nghiệp, để có thể biết rằng đó là nói về dấu ấn được huân tập bởi nghiệp, hay một năng lượng nào đó do nghiệp để lại được lưu trữ trong thức kho chứa. Rất nhiều từ khóa cần phải có nhiều mối liên tưởng như vậy. Trong các bộ từ khóa cần thận trọng liên tưởng ấy, còn một từ khóa không thể không nhắc đến. Trên một phạm vi rộng hơn, chính từ khóa này, khi được nhận thức trong tính phổ quát của nó, sẽ cho chúng ta thấy chiều hướng tiếp cận khác nhau giữa các truyền thống tư tưởng. Trước hết, chúng ta đề cập đến từ anh ngữ mà tác giả sử dụng như là hòn đá thử vàng để đánh giá các quan điểm khác về ý nghĩa tồn tại của thế giới. Đó là từ Descripon. Để làm công việc đó, tác giả dựng nó thành một lý thuyết của thế thân, lý thuyết mô tả, và khẳng định. Trong luận án triết học thế thân này, Thuyết mô tả được xem là hòn đá tảng của triết học thế thân. Thuyết này được tác giả tóm tắt như sau. Thuyết này chủ trương đối với bất kỳ hằng số đơn hay danh từ riêng N nào ta luôn luôn có thể thay nó bằng một thuộc từ N, thuộc từ này chỉ đúng đối với vật mà N có liên quan, và trong đó N không xảy ra hoặc không được cần đến. Thí dụ, đối với bất kỳ N nào, ta cũng có chính N, X, trong đó ký hiệu Y, cho thấy bất kỳ biểu thức nào theo sau thuộc dạng N sẽ tạo thành cùng với nó một mô tả có thể hủy. Và vì bất kỳ biểu thức nào có dạng N, X, đều có thể luôn luôn được thay thế, theo các quy tắc được biết, bởi một hàm F như F, X, chẳng hạn, thuyết này còn chủ trương đối với bất kỳ hằng số đơn hoặc danh từ riêng hoặc ngay cả phát biểu nào trong đó chúng xảy ra đều luôn luôn có một hàm như F, X. Về cơ bản, thuyết này nói, bất cứ sự vật gì mà ta nhận thức được hay nói đến, nó chỉ tồn tại như một mô tả. Vì mô tả là một quá trình xử lý các dữ liệu thông tin, cho nên luôn luôn chúng ta cần một phần mềm để xử lý. Phần mềm đó được lập trình với một ngôn ngữ rất đơn giản mà có thể xử lý bất cứ dữ liệu thông tin nào được đưa vào. Chúng ta cần thông tin về một sự vật nào đó, gọi nó là cổ xe. Nhưng dữ liệu được đưa vào để xử lý cho xuất hiện cổ xe là các thứ càng, gọng, bánh. Như vậy, cổ xe là một cái gì đó không bao giờ tồn tại, mà nó chỉ là mô tả thông tin về sự kết hợp của nhiều dữ kiện trong một công thức của lập trình. Công thức đó có thể là N, 9, N, X. Trong đó, N, mà ở đây ta nói là cổ xe, không thực sự tồn tại, nó chỉ xuất hiện qua một vị ngữ N nào đó với biến số X khi được cho những giá trị thích hợp. Điều này dẫn chúng ta đến một phát biểu lừng danh của Long Thọ trong Trung Luận, độc giả Việt Nam rất quen thuộc trích dẫn này qua bản hán dịch của Cư Ma La Thập, chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tức thị vô diệt vi thị giả danh diệt thị trung đạo nghĩa điểm cũng nên lưu ý là trong bản dịch này được in trong đại chánh nói là tức thị vô nhưng trong các trích dẫn thường gặp lại là tức thị không tất nhiên từ không này mới tương đương với từ ni ác trong tiếng phạn nguyên văn trong đại chánh có thể là do chính la thập nhưng vì sao dịch giả cố tình thay đổi từ mà hai chúng không chung một nội hàm dù sao y trên bản dịch này chúng ta có những từ khóa lập nên nền tảng cho các tông phái phật giáo trung quốc không giả danh và trung đạo tác giả triết học thế thân cho chúng ta biết chính bài tụng này là cơ sở thuyết mô tả của long thọ về từ mà hán dịch gọi là giả danh nguyên gốc phản nó là prajapi được dịch sang tiếng anh là deshripal dịch lại tiếng việt lần nữa thành ra là mô tả như vậy nếu chúng ta nói con người sinh vật thế giới chỉ là giả danh chúng ta sẽ dễ dàng đi đến kết luận tất cả chỉ là giả nhưng nếu nói những thứ đó tồn tại và chúng ta biết chúng tồn tại đó là y trên mô tả rajati updia những thứ đó theo thuyết mệnh danh là mô tả ở đây là thật hay giả trong bản hán của la thập từ updia bị lược bỏ nhưng updia trong nghĩa cơ bản nó có thể được hiểu là sau khi dựa trên là từ khóa chỉ ra mối quan hệ cho sẵn nào đó nếu trong một mệnh đề sơ cấp hay cơ bản nó định mối quan hệ cho sẵn giữa chủ ngữ và vị ngữ điều này được thấy trong biểu thức mô tả đã dẫn trên chúng ta nói quan hệ cho sẵn ý nói là mối quan hệ ấy diễn ra theo một quy luật nào đó quan hệ đồng nhất hay đối xứng quan hệ bắt cầu hay quan hệ tự phản thí dụ cho ít một giá trị nào đó chúng ta có thể thay n bằng vị ngữ n X, thì quan hệ ở đây có thể là quan hệ đồng nhất nhưng chúng ta phải nói rằng, cho ít một giá trị nào đó sao cho. Biến số ít như vậy có thể được thay bắn từ Sanskrit Pratyaya, duyên, điều kiện. Nếu chúng ta nói ít là sắc uẩn trong một hàm mệnh đề, vậy để cho ít là sắc uẩn nó cần thiết phải nằm trong một lớp nào đó của sắc pháp. Mặt khác, chúng ta nhận ra rằng đây là một sắc pháp và chỉ có thể phát biểu chính xác về sắc pháp này là cái gì nếu chúng ta thiết lập được quan hệ giữa nó với bốn đại chủng. Vậy, thay vì nói đây là mắt hay đây là sắt chúng ta có công thức của quan hệ trên đây chúng ta đề cập đến một từ khóa được nói là dẫn đến thuyết mô tả prajapi như được dùng bởi long thọ ngoài long thọ chúng ta còn gặp rất nhiều trường hợp dùng từ prajapi tương tự thế thân đưa ra một từ đặc biệt và chính từ này là khái niệm cơ bản để hiểu nội dung thuyết mô tả của thế thân từ đó được tìm thấy ngay trong bài tụng đầu tiên của tam thập tụng mà hán dịch của huyền trang là do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển nếu theo cấu trúc ngữ pháp hán mọi người sẽ hiểu câu này rằng do giả mà nói ngã và pháp có nhiều hình thái sai khác chuyển biến theo đó ngã và pháp là cái gì không thật chúng chỉ được nói đến theo tính chất giả không thực hoặc hiểu cách khác do giả thuyết mà có ngã pháp tức ngã pháp là những điều được giả thuyết giả thuyết này có nghĩa là gì vấn đề không đơn giản dù vậy Cách hiểu đó dễ dàng đi đến nhận định chúng là giả, không thực và đây là cách hiểu để quay quát dịch nó sang tiếng Anh. Trong bản dịch Anh ngữ về luận thành duy thức, những khái niệm về ngã và pháp không hàm ngụ sự tồn tại của một thực ngã, thực pháp nào mà chỉ là những cấu trúc hư cấu được tạo ra bởi nhiều nguyên nhân. Trong triết học thế thân, nó được dịch sang tiếng Anh như sau: sự mô tả về ngã và pháp hoạt động trong nhiều cách là y trên sự chuyển biến của thức. Trong đó, từ upagra mà hán dịch là giả thuyết đây dịch là mô tả từ nguyên của từ này là tiếp đầu upa với động từ căn sea giờ -ja, upakarati nghĩa đen là đi đến gần do đó nghĩa cơ bản của nó là sự tiếp cận nhưng trong nghĩa rộng hơn nó được hiểu là một ẩn dụ hay dùng theo một nghĩa tượng hình giải thích ý nghĩa của từ này bởi an huệ được dẫn trong thành duy thức luận đặt ra những điểm căn bản để có nhận thức về thuyết mô tả của thế thân sau khi dịch nguyên cả đoạn sớ giải của an huệ và đề ra những phân tích từ sớ giải đó lê mạnh thác nhận xét tuy nhiên cần lưu ý rằng khi thuyết minh như thế về vấn đề trên an huệ đã không vào được phần trọng tâm của nó trở lại câu hỏi thật giả dù nói là thuyết mô tả của long thọ hay của thế thân chúng ta biết rằng với cả hai vị này theo như chúng ta được biết từ trước thế giới chúng ta thấy đó là bất thực hoặc nó như lông rùa sừng thỏ hoặc nói theo thí dụ của thế thân mà huyền trang dịch như do huyễn ế mà thấy sợi tóc, con rắn các thứ. Các dịch giả Việt xưa nay vẫn hiểu đó là do bệnh nhằm mắt mà thấy có sợi tóc, hay đêm tối trong sợi dây mà thấy là con rắn. Trong tiếng Phạn, nguyên đó là do một chứng bệnh gọi là Timira. Cần phải hiểu rõ đó là thứ bệnh gì mới có thể xác nhận cái nó thấy là ảo giác hay không. Để làm điều này, tác giả triết học thế thân đã dành khá nhiều công phu đọc các bản văn cổ của ấn độ về y học đồng thời xác minh xem thế thân có biết đến những thứ bệnh này hay không nghĩa là kiến thức y học của thế thân như thế nào đó để có thể sử dụng từ này theo đúng điều mà ông muốn mô tả và rồi tác giả phát biểu kết quả thu hoạch được với tất cả các mô tả trên về trường hợp bệnh timira chúng ta có thể nói gì về thí dụ người mắc bệnh này nhìn thấy những sợi lông mặt trăng không có thật, mà thế thân đã dùng để mô tả tình trạng nhận thức của chúng ta về thế giới ngoại tại. Rõ ràng, ta không thể nói theo kiểu nhiều tác giả từ trước đến nay từng nói, những người chúng ta đã có dịp nhắc đến nhiều lần trước đây. Họ nghĩ rằng thí dụ trên của thế thân nhằm bày tỏ quan điểm hay học thuyết của ông cho rằng không có gì hiện hữu trên thế giới này ngoại trừ những gì do trí tưởng tượng của ta tạo ra, giống hệt như mọi vật mà người mắc bệnh timira nhìn thấy đều chỉ là sản phẩm của cặp mắt bệnh hoạn của người đó những vật này đều không thực như bất cứ cái gì ta có thể nghĩ đến vì thế theo các tác giả này cái nhìn của thế thân cũng giống hệt như cái nhìn của người bệnh timira nhìn thấy được mọi thứ nhưng tất cả đều không thực tất cả chỉ là các biểu hiện của căn bệnh riêng của ông và đều do căn bệnh này quy định nếu đó thật sự là cái nhìn của thế thân về thế giới thì chắc hẳn ông đã mắc phải bệnh timira quá trầm trọng và nên được điều trị bằng y dược hơn là bằng những suy luận triết học mà các tác giả nói trên đã bắt ông phải chịu và nếu đó thật sự là cái nhìn của thế thân về thế giới thì điều kỳ dị là một người bệnh timira lẽ ra phải nhìn thấy theo cách khác để có thể chỉ ra một thế giới khác với thế giới của chính mình. Và lúc đó ý nghĩa của thí dụ trên sẽ là gì? Qua các từ khó mà chúng ta nêu lên một cách đại khái như trên để có thể thấy rằng ngôn ngữ Hán có một giới hạn nào đó để khó mà chuyển tải hết nội dung tư tưởng Phật học có nguồn gốc Ấn Độ trong cả hai trường phái lớn của Đại thừa là Trung quán và Duy Thức. Thật sự khi nói đến thuyết mô tả, tác giả không thể bỏ qua các khái niệm như vị ngữ, số hạng, hàm mệnh đề, mối quan hệ, những điều mà Russell đã luận giải chi ly để lập nên thuyết mô tả của ông được xem là mô phạm của triết học. Thêm nữa, khi cần thiết hỗ trợ cho biểu thức mô tả mà tác giả lập nên như là điển hình thuyết mô tả của thế thân, trong trường hợp biểu thức này trở thành phát biểu định lượng, với những ký hiệu, ít, với bất kỳ, hay sờ, tồn tại một ít sao cho, khi ấy chúng ta cũng cần đến phép tính vị ngữ sơ cấp, nhưng tác giả đã không làm điều này. Tất nhiên, chúng ta không thể xem như tương đồng giữa thuyết mô tả của Long Thọ và Thế Thân trong một thế giới phương Đông huyền bí cổ xưa, với thuyết mô tả vốn là sự kế thừa tư duy toán học phương Tây hiện đại, do đó những gì mà thuyết mô tả của Russell cần thì không nhất thiết phải là tất yếu với thuyết của Thế Thân. Vậy, khi phiên dịch một tác phẩm chứa đựng khá nhiều thuật ngữ toán học hiện đại, lại đề cập những vấn đề Phật học mà những người học Phật thường gặp, thì người dịch phải làm một công việc khá quan trọng, bắt cầu giữa hai loại hình ngôn ngữ có cấu trúc khác nhau để chuyển tải cùng mô tả một thực tại, cùng chuyển tải một nội dung tư tưởng. Quả thật, nếu khi tác giả nói đến thuyết mô tả của Long Thọ mà độc giả không tìm thấy trong đó từ giả danh Rajapi, chắc sẽ khó mà biết Long Thọ đã nói đến điều đó ở chỗ nào vậy. Cũng vậy, nếu không liên hệ được các từ upakra, desripon cùng với từ giả thuyết, thật khó mà biết thực sự thế thân đã đặt nền tảng mô tả ở chỗ nào. Và thêm nữa, khi không liên hệ được giữa từ dị thuật và từ xử lý, chúng ta thấy hình như thế thân nói những vấn đề không liên hệ gì đến Phật học, những vấn đề không tìm trong kinh luận nào cả, vậy, thế thân là ngoại đạo chăng? May mắn tôi được dịch giả gửi cho đọc bản dịch này trước tiên, nên rất vui vẻ viết một vài ghi nhận bất chợt, chứ không có ý định giới thiệu tác phẩm hay bản dịch vì chính tác phẩm sẽ nói những điều cần nói người khác không thể thay thế được tôi nghĩ sau khi đọc xong tác phẩm này độc giả sẽ thấy có nhiều vấn đề cần đặt lại trong sự hiểu biết về phật học của chúng ta từ trước cuối cùng xin có mấy lời cảm ơn dịch giả đã cống hiến cho một bản dịch đòi hỏi quá nhiều cân nhắc thận trọng trong thuật ngữ cũng như trong cú pháp